Cocaro Connect 4 đến từ Hasbro Gaming. Nhỏ gọn, bắt mắt, dễ dàng mang đi chơi ngay thôi nào. Bộ cờ Cocaro Connect 4 gồm có một băng cờ Connect 4, 21 quân cờ màu vàng, 21 quân cờ màu đỏ. Chuẩn bị trước khi chơi, đặt băng cờ Connect 4 giữa hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một màu và lấy tất cả quân cờ của màu đó cho vào ống đựng cờ của mình. Bắt đầu chơi, chọn một người chơi đi trước bằng cách oẳn tù ti, hoặc người chơi nhỏ tuổi hơn đi trước, sau đó thay phiên lần lượt giữa hai người chơi. Cờ vàng đi trước. Trong lượt của mình, người chơi thả một quân cờ màu của mình vào một trong 7 cột của bàn cờ thẳng đứng để quân cờ đó rơi tự do cho đến khi chạm đáy hoặc nằm trên một quân cờ khác. Sau đó, người chơi tiếp theo sẽ làm tương tự người chơi đầu. Trong lúc chơi, hãy lưu ý đến mỗi hàng ngang, dọc, chéo. Nếu bàn cờ được lấp đầy mà vẫn chưa có người chiến thắng, xem như hai người chơi huề nhau. Sau khi một ván kết thúc, nghiêng bàn cờ sang một bên để những quân cờ rơi xuống và bắt đầu một ván mới. Người chơi đi sau hoặc thua ở ván trước sẽ đi trước ở ván tiếp theo. Cờ đỏ đã có hai cơ hội. Cờ vàng đã chặn được cờ đỏ. Cờ vàng đã tạo được hai đường chéo gồm 3 quân cờ. Chỉ còn một quân cờ nữa thôi, cờ vàng sẽ giành chiến thắng. Và cờ vàng đã đánh mất cơ hội. Cờ đỏ đã chụp lấy thời cơ và giành chiến thắng. Mục tiêu của chúng ta là xếp 4 quân cờ cùng màu thành hàng dọc, hàng ngang và hàng chéo. Các bạn thấy bộ cờ Cocaro này chơi dễ dàng không nè? Hãy tìm ngay cho mình một bộ để chơi cùng bạn bè và gia đình nha.